Chưa bao giờ anh Võ Minh Giới lại thấy việc bán buôn lại bấp bênh như lúc này. Đưa gà khóm từ miệt Gò Quao lên chợ nổi Cái Răng mà lòng đầy lo lắng. Ngày trước chuyện lời lỗ trên ghe là bình thường, còn hiện tại anh chỉ mong bán cho nhanh hết hàng. Đây chuyến này về nghỉ anh ơi, không có dịch bán được lắm. Ghe này về 2 ngày rồi đó, là hết về đó. Nếu mà hết dịch mới đi chứ có, mình có ngày một mà 3-4 năm mà chưa cái trận nào mà như trận dịch này nữa. Hầu hết ghe trên chợ nổi đều phải nằm đợi xe tải có giấy xét nghiệm đến lấy hàng. Đối với những ghe lớn chuyên bán sỉ thì vẫn có thể cầm cự, còn những chiếc ghe chèo, ghe bán thức ăn vốn là dịch vụ đi kèm với du lịch thì đây là thời điểm khó khăn. Chưa có mùa dịch ha, là đông dữ lắm. Mình bán đắt 70-80 ổ. Mình chèo dài dài theo ghe ngoài ghe bán được dữ lắm. Chồng cũng bán hủ tiếu trên chợ gì nè. Mùa dịch giờ ở nhà vậy. Mùa dịch giờ nó khổ lắm chú ơi. Rồi ăn uống á thì họ tiện họ tặng lắm. Gạo người ta nói chung ra lâu lâu cái người ta lại nó cho 1 lít, 5 lít. Phần lớn khách thương hồ đã quen với đời sông nước, tuy thấm đòn dịch bệnh nhưng họ vẫn hy vọng buôn ghe vài tháng mọi chuyện sẽ qua. Một khi giao thương trở lại nhộn nhịp, nông sản hút hàng, mọi thứ sẽ được bù đắp. Thì nghĩ tới nghĩ luôn gầu hoài, thôi kệ đi. Mình nghèo, mình gắng làm, cố gắng mới có tiền. Đa số là sống nghề ghe không à, cũng đâu biết làm gì khác. Đó giờ mình quen với sông rồi, lên bờ mình cũng biết làm gì giờ. Cũng gắng nghe, sợ chứ sao giờ. Mình ta sống được, mình sống được chứ gì không.